Những cái chỉ số nào mà Đông thấy là ngày hôm nay có sự thay đổi mà nó đột biến nhất? Vàng chắc là sao hay là sao? Vàng hả? Vàng thì hôm nay tăng 20 đồng anh. Một ngày, trong vòng một ngày Dạ, thôi. trong ngày hôm nay dĩ nhiên là bắt đầu từ giờ mở cửa thì như quý vị đang nhìn thấy ở trên màn ảnh đó là 1826 đồng 46 cent cho một ounce, là tăng 20 đồng anh Tuyên từ cái giờ mở cửa. Việt Nam tính cây không? Cây Đúng thì rồi anh. sao? Thì làm ra lúc đầu á em cũng nói ủa tại sao lại có 1826 mà sao ở ngoài tiệm vàng ở ngoài Phước Lộc Thọ lại bán mắc hơn, nhưng mà không phải, tại vì một ao nó ít hơn một cây, đúng rồi mình đâu có rành về về cái cây vàng đâu lượng lạng rồi không? Đó, thì một cây vàng thưa quý vị thì hiện nay đó nếu mà ra ngoài Phước Lộc Thọ anh là 2370 đồng cho một cây vàng. Đó là tiệm vàng Jean ngoài Phước Lộc Thọ cho biết, thì là nếu quý vị mà ra mua ở ngoài Phước Lộc Thọ thì cái giá khoảng là 2370 đồng cho một cây vàng ngày hôm nay thưa quý vị. Đó anh Quyền. Vậy thì bây giờ cái chỉ số tiêu dùng mà trong những ngày hôm qua đó, người ta thấy rằng là nó có thay đổi. Người Như ta thế nào? thường những trong một tháng người ta thấy là thay đổi ít lắm, nhưng mà mỗi tháng bây giờ người ta thay đổi thấy nhiều đâu. So với lại cùng cái thời điểm tháng 6 của năm trước á, thay đổi đến là gần 5 5 chấm rồi. 5% 5% của tất cả các mặt hàng đều tăng giá. Dễ sợ. À, mà so với 2008 á, cách đây khoảng mười mấy năm thì nó lại cao hơn, cách đây 13 năm mà nó cao hơn, là cao nhất thời điểm này là cái vấn đề lạm phát á, tiền mất giá đó. Nên lý do tại sao mà Đông thấy là chỉ số tiêu dùng nó tăng là 0.9% có một tháng thôi, tức là tháng 6 thôi, mà người ta thấy rằng là nó đã có những thay đổi lớn rồi, thay đổi lớn rồi. Đó Anh chia sẻ coi để cho người ta xem thử coi là cái thị những cái trường mặt hàng à, nào hay là đúng những rồi, cái loại gì người ta nó có cái chỉ tăng số tiêu dùng đó, CPI đó, thì trong cái tháng vừa rồi tháng 6 này, thì người ta thấy rằng là cái chỉ số nó tăng 0.9%, nhưng mà gây lo ngại rồi. À, nên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đã có cái cuộc điều trần của ông chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, ông Jerome Powell đó, thì ông phải ra điều trần, ông giải thích là chính sách như thế nào để cho lạm phát xảy ra như vậy, ông đâu kiềm hãm được, để coi sao có những cái thay đổi gì hay không. Chắc chắn là lãi suất này không tăng rồi, nhưng mà phải có một cái gì đó, với hiện nay mà lạm phát cao quá. Vì biết thì hiện nay cái chỉ số tiêu dùng đó, thì mặt hàng nào nếu mà chúng ta đi mua thì chúng ta thấy rằng là nó tăng nhích nhích lên, nhưng mà thực sự so với lại thời điểm này trong năm trước, giá xăng không đã tăng đến 45%, 45% so với năm 2020, cùng cái thời điểm này, cùng tháng 6 này. Có thể là năm rồi thì đóng cửa hết, không ai đi đâu, xăng nó hạ hay sao, hay là năm nay thì mới có những cái sự chích ngừa xong rồi ta thấy là đi thoải mái quá, đi nhiều, cái giá của tất cả các mặt hàng mà nhất là trong cái mùa du lịch này đều tăng cao hết. Nên do đó thì cái chỉ số này thì quý vị biết thì chưa biết bao giờ người ta mới điều chỉnh được để mà kìm hãm, nhưng mà nó gây có lo ngại. Lo ngại là làm bây giờ cái kinh tế nó cũng hết, mà cái tỷ lệ người trở lại tham gia vào những cái công việc làm cũ đó, sau khi tháng 9 này sẽ hết cái tiền trợ cấp thất nghiệp đó quý vị biết, thì nó rất là khó khăn. Khó khăn như thế nào quý vị biết, thì chỉ còn 2 tháng nữa là vào 6 tháng 9, thì nếu mà quý vị nhận được tiền hỗ trợ của EDD, của tiểu bang, còn cái tiền 600 liên bang nó cũng chấm dứt luôn. Thì như vậy nếu mà quý vị không trở lại làm việc đó, người ta đang xem xét là người ta sẽ cắt trước khi cái hạn 6 tháng 9 xảy ra nữa. Nên do đó thì mình phải làm sao để có cái cách để mình tìm việc làm ngay, nếu mà những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp bây giờ trở lại tìm việc làm cũng khó khăn chứ không phải dễ. Rồi những người đã bệnh mà phục hồi lại đi làm, cái điều đó là điều bắt buộc thôi, tại hết trợ cấp của tiểu bang liên bang. Thì khi trở lại như vậy thì đâu không biết là đâu có dễ hòa nhập lại được bình thường. Suốt một năm nghỉ rồi chữa bệnh rồi những cái sự thay đổi xáo trộn gia đình, nhiều vấn đề lắm. Đây là một sự khó khăn, chúng ta sẽ chờ đợi đến 9 tháng 10 còn khó khăn nữa. Nên tại sao bà phải kéo dài cái trợ cấp của tiểu bang 600 này như vậy? Anh nói cái tiền trợ cấp thất nghiệp là khi nào thì nó có thể cắt? 6 thì tháng 9 là của liên bang 600, hiện nay người ta cho của thất liên nghiệp bang nó khác tiền thất nghiệp á. Còn cái tiểu bang thì cho dựa trên cái income mà người ta vẫn còn kéo dài. Thay vì là có 39 tuần. Sau đó thì người ta kéo dài qua đến khoảng 47 tuần lận á. Là tiểu bang à. Tiểu bang thì đến ngày 6 tháng 9 cũng hết luôn. Nhưng mà là tiểu bang thì là cho bao nhiêu mà 600? Tiểu bang nó dựa trên cái tiền lương, nó dựa trên cái W2. Còn nếu mà những người mà làm business là tự dựa trên này. Thường tên này thì không có được tiền thất nghiệp, tại mình làm self employed mà. Nhưng ở trong cái đại dịch người ta cho
khoảng trăm mấy thôi, 134, 167 đồng gì đó. Trong một tuần hay một tháng? Một tuần. Nhưng mà khi liên bang mà hết kẹp với lại tiểu bang luôn thì hết cùng lúc. Là tháng 9, là tháng 6 tháng 9 là hết. Là tất cả những cái khoản trợ cấp về cái thất nghiệp không á, thì những người đó phải trở lại làm việc. Nếu không làm việc là coi như là không có bất kỳ một income nào hết. Rồi tới ngày hình như là 30 tháng 7 đó, là cái lệnh đuổi nhà nó sẽ không còn hiệu lực nữa. Có tùy nghĩa theo là... thành phố, tùy theo quận hạt. Ví dụ như quận lớn thì họ có phần hỗ trợ và họ kéo dài cái điều kiện để cho những cái người chủ nhà đó được sự hỗ trợ của chính phủ mà không đuổi những cái người thuê nhà ra. Tùy theo quận hạt. Như quận lót thì họ có, họ dành đến khoảng 2 tỷ đó, 2 tỷ đô la để mà họ giải quyết những cái vấn đề này. Chứ theo em thấy ở trên CDC đó, là của liên bang á, thì CDC là 30 tháng 7 là sẽ coi như sẽ không có còn cái lệnh mà cấm đuổi nhà. Có quyền, tức là chủ nhà có quyền đuổi cái người không mướn nhà mà không trả tiền nhà. Đúng, nhưng mà quan trọng nhất là ở tiểu bang đó thì họ có can thiệp hay không. Mỗi luật của quận hạt tiểu bang khác nhau anh hả? Họ có thể họ can thiệp. Nhưng mà nếu mà hai cái dùng một như vậy á, thì cái kinh tế nó sẽ như thế nào? Nặng nề thêm. Tức là công việc làm hiện nay nói về tỷ lệ thất nghiệp thì cũng trên dưới 6%. Tức là chưa kéo xuống được, khoảng 5.8, 5.9 thôi. Mỗi tuần thì có tuần thì người ta ít xin trợ cấp thất nghiệp hơn, có tuần thì nhiều hơn. Nhưng mà hỏi rằng là có lạc quan nhiều để mà thấy kinh tế phát triển không? Thì tất cả mọi nhà kinh tế đều nói là phải chờ 2 năm nữa. Tại sao mà có vaccine rồi, phải không? Mà mình Hoa Kỳ thì tại sao không có vượt lên được mà phải chờ cả thế giới là như vậy? Không phải là chỉ Hoa Kỳ đâu, mà hiện nay các nước châu Âu, bên Anh, bên đồng minh, những cái nền kinh tế khác nó cũng đang sụp sệ lắm. Dạ, cái vấn đề nó như vậy nữa anh Tuyên. Tại cái mà cái đó, vấn đề đó, anh thấy, anh nhớ là cái lúc mà thấy in tiền ra rất là nhiều, anh thấy không? Là đúng, lúc đó mình đúng, đã đúng, đoán đúng. Mình nghĩ rằng là thế là nào phải. Là tiền cũng sẽ mất giá đó, anh thấy đúng không? Đúng. Mà ý như rằng là bây giờ là anh thấy là tiền nó bị đó lạm phát như bây giờ đó, anh thấy người ta ai cũng nhận ra điều đó. Nhưng mà nếu không in ra thì lấy đâu để tiền mà đó giúp cho nền kinh tế ổn định được, giữ lại được thì đúng dù rằng giá nó tăng nhưng mà không có 5.000 tỷ. Đến thời điểm này hỗ trợ cho người dân Hoa Kỳ là khoảng 5.000 tỷ thôi. Chứ mình tưởng là nhiều lắm nhưng thật sự nó không phải nhiều. Cộng hết bao nhiêu được 2.200, phải không? Đến 1.800 tỷ thì mình thấy bàn thảo là nhiều lắm, nhưng mà thật sự thì nó khoảng 5.000 tỷ là hỗ trợ giúp cho. Mà in 5.000 tỷ mà không có 5.000 tỷ vàng để bỏ vô trong ngân khố đó thì nó coi như là cái tiền nó sẽ bị lạm phát. Thì như là xe cũng vậy anh. Thí dụ bây giờ anh mà đi mua xe, xe mới và xe cũ á, giá tăng rất là cao. Bây giờ mình sẽ xem cái vấn đề này nha, để cho quý vị tìm hiểu xem coi là mình nói về địa ốc nè. Cái địa ốc hiện nay có một số quý vị nói rằng là cứ phải rằng là do cái thị trường quyết định, hay là do chính phủ họ quyết định, hay là do một cái ủy ban nào đó của quốc hội quyết định về cái giá nhà. Thực sự không phải như vậy. Tôi biết là do thị trường hết. Thì chắc là chúng tôi phải mời quý vị theo dõi một số những cái thông tin nói về những cái thị trường nhà ở hiện nay, về cái giá thuê nhà nó tăng quý vị. Giá thuê nhà bắt đầu tăng không phải là chỉ riêng California mà hầu hết tất cả các tiểu bang, và có sự di chuyển của các cư dân ở các nơi mà họ khó sinh sống được. Ví dụ như California họ mua qua bên Texas họ sinh sống, hoặc là ở các tiểu bang khác. Vấn đề là cái giá thuê nhà hiện nay nó điều tiết theo cái thị trường, quý vị phải biết là như vậy, chứ không có một chính sách nào của chính phủ hay là của một tổ chức nào họ đẩy cái giá nhà lên rồi sau đó thì họ cho thuê nó cao hơn. Cái điều đó không có. Điều này là do thị trường họ quyết định. Mà hiện nay thị trường chúng ta đang thấy rằng là giá nhà khó kiếm, giá nhà thuê mua đã khó rồi, giá thuê cũng khó chứ không có dễ. Nên do đó thì cái sự hỗ trợ chính phủ trong thời điểm này là rất là cần thiết. Tại sao mà California dành tới 5.200 tỷ riêng cho vấn đề hỗ trợ vấn đề thuê nhà đó. Hỗ trợ cho người thuê nhà, hỗ trợ luôn cho người chủ nhà. Để khỏi có cái sự gọi là so bì hay tranh chấp, đúng không? Đúng rồi, anh. Tức là cái người chủ nhà họ sẽ nhận tiền trực tiếp từ chính phủ, mà họ để cho cái người thuê đó thì được yên ổn. Nhưng mà anh có cái information nào mà để làm sao nếu như người thuê nhà thì họ liên lạc với cái cơ quan nào hay là số điện thoại nào để họ có thể có cái số tiền đó, hoặc là cái người landlord là người chủ nhà. Anh thấy không, mình có nhà cho mướn thì bây giờ mình phải làm sao nếu nó có một trong những cái shop mà mọi người đều biết hết á, nó gọi là CA,
là California. Yeah. Đầu tiên mình chấm, mình đánh COVID ra COVID-19.ca.gov. COVID-19.ca.gov thì ở trong cái trang đó nó sẽ có tất cả những cái thông tin giúp đỡ từ tiểu bang. À, hiện nay thì quý vị biết thì mọi người, mọi cái vấn đề đều nằm ở trong một trong những cái kế hoạch 100 tỷ của tiểu bang. Yeah. Thì nếu mà quý vị có khó khăn thì quý vị các bạn có trang gọi là covid.ca, covid19.ca.gov. Yeah. À, cái trang đó thì quý vị sẽ mở ra được. Còn nếu mà quý vị muốn giúp đỡ riêng về cái phần nhà không đó, thuê nhà, chủ nhà hoặc là cái người thuê nhà, thì cứ vào một cái trang gọi là fair, tức là công bằng á, fair housing law. Thì mình đánh vô cái phần đó thì nó có rất là những cái information. Giúp đỡ cho mình, tiểu bang có, liên bang có, các cơ quan hỗ trợ về gia cư của chính phủ có. Mình cứ đánh cái đó, tức là fair housing. Law. Thì nó sẽ có. Còn nếu không có thì quý vị vào trực tiếp cái trang của thống đốc California là covid19.ca.gov. Đó là trang của tiểu bang hỗ trợ cho mình. Cái trang covid19.ca.gov đó, nếu mà quý vị mở ra quý vị sẽ thấy là nó đi từng phần một. Đâu, anh có thể anh đây, chia sẻ với quý vị khán giả. Mình phải kéo xuống mình coi được phần, nó gọi là financial help. Nó có phần financial help. Tức là mình đi vô đây để mà làm gì, để mình tìm được những cái sự giúp đỡ đó. Nhiều cái lắm. Dạ, anh trở lại cái financial help. Về nhà cửa. Giúp người, giúp người mướn nhà anh ha. Thất nghiệp, giúp đỡ về thực phẩm, nhiều cái giúp đỡ lắm. Giúp đỡ về một cái chỗ mướn nhà đi. Giúp với người renter đi. Dạ. Vừa renter cũng được, vừa chủ nhà nó hợp owner. Thì đó cả hai đó. Landlord đó, mình có nhà mình cho thuê, không phải chủ nhà cho thuê không, mà mình có cái business á. Mà mình có ví dụ một cái dãy apartment hay là một cái dãy cửa hàng đó mình cho thuê thì mình cũng được giúp, chứ không phải là chỉ là mình những người chủ nhà không đâu. Chủ một cái business cho thuê cũng được giúp. Cũng được. Thì ở đây thì nó có nhiều lắm, tại vì nó dựa cho một cái luật của tiểu bang mà hỗ trợ rồi. Thì vô đây thì tất cả những thông tin đó mình có hết. Mình có hết tất cả chứ không phải trong đây nếu mà quý vị đi vào từng trang quý vị sẽ thấy rằng là còn cái vấn đề mà tiền đồng nó 600 cũng có luôn. Nó gọi Golden State Stimulus. Anh có thể highlight cái website cho khán giả nhìn ở phía trên đầu thì highlight cho thấy là COVID 19.ca.gov. Đó, quý vị có thể nhìn đây, quý vị nhìn ở trên màn ảnh đó là cái COVID-19. Dạ. Tại nào giờ là cứ nghĩ rằng là có thể rằng là vô đây thì là chỉ là lo về sức khỏe thôi. Nhưng mà cứ nghĩ như vậy tại cái COVID mà, 19, cứ tưởng là vô là để mà ghi danh đi chích ngừa, không phải. Giúp hỗ trợ về vấn đề tài chính nữa. Thuê nhà, về thực phẩm, về food, về tất cả.